Chị phải sợ hết. Chị phải chỗ bố đợi đã. Ok. Hậu lấy quay video được chưa? Hả? Lấy quay video được chưa? Hả? Lấy quay video được chưa? Thì em cũng lấy rưới thôi. Ừ. Chứ nó còn không tự tin lắm. Lấy từ từ thôi. Từ từ. Cứ Ấn Độ vô. Thế hả? Sao? Này chưa kịp, chị chưa kịp kéo ra luôn á. Tự nhiên lên đó chị. Ờ, tự nhiên lên. Chị định móc từ từ thôi, cho nó đi lên á. Anh kiểu cái lực kỳ bóp á kìa. Từ từ những đã. Ừ, đó. Trang ơi, có cái điện thoại giùm chị cái Trang. Bỏ ra một bên đó. Ừ, em sợ không bể được. Mẹ chị. Mẹ chị ra về rồi đúng không? Không, mẹ chị ở lại đây một tuần. Mẹ chị à? Ừ. Chủ nhật ra hết, chủ nhật là về. Ừ. Nhật tuần sau là về. Nhật tuần đi này. Này thì mình định cho Ly lấy đi chứ. Sao chúng ta thấy muốn to. Chị lấy từ cục đi nghe. Ồ. Cái mụn gì mà nên thôi hả? Lên trán. Chúng lấy muốn quay để lấy từ từ thôi. Lại là đừng có vội vàng á. Mình vội vàng lấy cái mụn cứ bị rớt em kìa. Thế lúc thời gian đầu mấy đứa lấy là quay là lấy vội vàng lắm. Nhưng mà thật ra càng vội là có mụn lại càng hồng lên. Chậm cũng được. Chậm cũng cho con mụn ra đẹp á. Đâu mấy chị hồi trước không? Chị đã chậm là nó không ra luôn á. Chị quên bắt bấm cái bụp á kìa. Nhưng mà xong đi Sampai
Nhiều quá đấy em, nhiều quá. Nãy biết quay về đi trước rồi. Nãy biết quay về đi trước. Đi giường một tháo hả? Đúng rồi, giường người ta thiết kế rồi. Ta xuống tháo được hết. Cố gắng em nha. Còn đi cũng đèn cho con mẹ học nè. Tiếp của mẹ đi lấy tiếp nè. Mấy phút rồi em? Chắc quay hết luôn. Mũi còn nhổ cái mũi nữa. Con đi đen này. Thấy không? Mấy tiền hả Hiền? Mấy tiền một cái Hiền? 25 25 20 25 15 20 mua khuyến mãi à? Đó 15-20 trộn ai làm? Buổi sáng bữa chị công tác chị ăn bún trộn bò, bữa em qua nhớ hầu là được lao em qua em hệ ship thì bún trộn á. Mua Shopee à, quên là Food trên là mấy con phía sau thì đã nó hiền này đã là đau chị đã là con tao chứ hắn không đau bằng mấy con muộn ẩn đâu muộn mà càng đã là càng đỡ đau em ạ. Thấy không? Đi qua đây chị. Thấy được không? Nãy em xuống, nó bị dung ngầu đó, bị cái của mẹ uống cho ăn kiểu.
đâu biết chị là chị Dung là chị của chị thôi. Ừ, không biết thì chị không giận mà. Chắc là có muốn to rồi. Tôi cho hết rồi. Rồi tắt đi, hậu tao quay một cái là tôi...